Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối hôm nay ngày 21 tháng 1 trên các nền tảng của FBNC. Bản tin tối hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo việc lạm dụng thương mại của Trung Quốc. Tại Việt Nam, gia cầm thải loại Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam những ngày cận Tết. Tiêu điểm thế giới, tân Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc không tấn công Đài Loan. Bức ảnh trong ngày, Việt Nam mất 23 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì ô nhiễm không khí. Mở đầu là phần tin thế giới, bà Janet Yellen, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời ông Joe Biden, mới đây trước Thượng viện đã khẳng định nước Mỹ sẽ liên kết cùng các đồng minh để bảo vệ công ty và người lao động Mỹ trước các cạnh tranh bất bình đẳng từ Trung Quốc. Bà Yellen cũng gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Bà khẳng định nước Mỹ đã có đủ công cụ và sức mạnh để chống lại các hành vi phạm pháp của Trung Quốc như đánh cắp bí mật thương mại, cưỡng ép chuyển giao công nghệ và hàng loạt những cạnh tranh bất bình đẳng khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây lên tiếng, hy vọng dưới thời ông Biden, quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện, bắt đầu bằng việc tổ chức những cuộc thảo luận thực chất đi vào vấn đề, trên cơ sở tôn trọng các lợi ích hợp pháp của nhau. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm, Trung Quốc muốn đàm phán với Mỹ để quản lý các khác biệt và mở rộng những lĩnh vực hai bên có nhu cầu hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước và thế giới. Được biết, 4 năm qua, dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ hai nước rơi xuống mức rất thấp do các cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại, cạnh tranh bất bình đẳng, đàn áp nhân quyền và bắt nạt láng giềng. Trong cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây, đại diện của Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia với tư cách quan sát viên. Ông đánh giá cao việc Đài Loan khống chế COVID-19 thành công và có những đóng góp lớn về tiến bộ y tế toàn cầu. Cuộc họp lần thứ 148 của Ủy ban điều hành WHO được tổ chức trực tuyến từ ngày 18 tháng 1 đến 26 tháng 1. Nội dung chính là các quốc gia làm sao phối hợp cùng nhau đối phó với COVID-19 hiệu quả hơn, cũng như phân phối vaccine tới nhiều người nhất có thể. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thị trường bán lẻ trực tuyến nước này tiếp tục dẫn đầu thế giới khi năm 2020 đã tăng 14,8% so với năm 2019, đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ đô la. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện nay, mua bán online chiếm khoảng 24,9% tổng mua bán của dân số Trung Quốc và dự tính tỷ lệ sẽ tiếp tục tăng. Năm 2020, thương mại điện tử thông qua livestream cũng phát triển mạnh, ước tính có đến 20 triệu hoạt động livestream trên toàn Trung Quốc đã được thực hiện. Mới đây, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung Byung-ha, đã có cuộc tham vấn trực tuyến với bà Meret Prathestit, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Bộ Ngoại giao Na Uy. Hàn Quốc bày tỏ ủng hộ Na Uy làm thành viên không thường trực Liên Hợp Quốc năm 2021-2022, bày tỏ trên cương vị của mình, Na Uy sẽ góp tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc cũng đánh giá cao các nỗ lực của Na Uy trong việc gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan và tiến trình xây dựng hòa bình ở Trung Đông giữa Israel và Palestine. Đại sứ No Kyo-duk, đặc phái viên về tình hình Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốk, vừa có cuộc tham vấn qua điện thoại với ông Nels Anen, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ đặc trách các vấn đề ngoại giao của Đức. Hai bên khẳng định sẽ cùng nhau đánh giá và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế quốc tế để thúc đẩy đối thoại và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Phía Đức sẽ nỗ lực giúp đỡ hai miền Triều Tiên đối thoại, khẳng định chỉ có đối thoại mới giải quyết được những bất đồng và phải tiếp tục đối thoại bất chấp COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Motegi được mời tham dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao EU vào ngày 25 tháng 1, mục đích cùng nhau trao đổi về các thách thức ở châu Á cũng như phối hợp vì một châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương mở và tự do. Do COVID-19 vẫn phức tạp nên hội nghị sẽ được tổ chức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản được mời tham dự hội nghị vốn chỉ dành riêng cho các ngoại trưởng trong nội bộ EU. Động thái này có thể là tín hiệu EU sẽ can dự nhiều hơn vào châu Á trong những năm sắp tới. Chính phủ Nhật Bản vừa công bố xuất khẩu năm 2020 của nước này đã giảm hơn 11% so với năm 2019, mức giảm cao nhất trong 11 năm. Nguyên nhân chính được cho là do sự sụt giảm của xuất khẩu xe hơi, lĩnh vực mà Nhật Bản nằm trong top đầu thế giới. Lần gần nhất Nhật Bản có sự sụt giảm xuất khẩu lớn là năm 2009, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra. Khi đó, so với năm 2008, xuất khẩu của Nhật đã giảm hơn 33%. Theo các chuyên gia, năm 2021, kinh tế Nhật vẫn còn khó khăn do COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khả năng cao Olympic Tokyo sẽ bị hủy. Hiệp hội Đầu tư Đài Loan vừa thông báo, trong năm 2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào hòn đảo đã giảm 18% so với năm 2019, chỉ đạt hơn 9 tỷ đô la.
số dự án được cấp phép cũng giảm khoảng 17%. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2020 đã giảm khoảng 40% so với năm 2019 trên phạm vi toàn cầu, nên tỷ lệ giảm của Đài Loan vẫn được đánh giá là thành công, do chính phủ đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19. Tiêu điểm thế giới hôm nay là phát ngôn cứng rắn của tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Trung Quốc không tấn công Đài Loan. Cụ thể, tân Ngoại trưởng Antony Blinken trong buổi nói chuyện trước Thượng viện mới đây cho biết nước Mỹ sẽ đứng cạnh đồng minh Đài Loan như đã làm trong nhiều năm qua và cảnh báo bất kỳ nỗ lực xâm lược nào của Trung Quốc cũng là sai lầm khủng khiếp. Ngoài ra, ông Blinken cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục giúp Đài Loan nâng cao năng lực quốc phòng để tự bảo vệ mình, cũng như ủng hộ Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế. Mở đầu phần tin trong nước là thông tin vui cho người dân về thủ tục hành chính liên quan đến tài sản giá trị cao là nhà và đất. Cụ thể, từ ngày 8 tháng 2 trở đi, nếu có nhu cầu, người dân có thể ngồi nhà vẫn làm được sổ đỏ theo Nghị định 148, sửa đổi một số nghị định hướng dẫn luật đất đai. Quy định khá cởi mở này sẽ giúp ích rất nhiều cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện để họ thực hiện việc xin cấp sổ đỏ mà không mất quá nhiều công sức, thời gian chờ đợi đến làm thủ tục tại các cơ quan chức năng như trước đây. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị nhà thầu tạm dừng thi công đào đường các công trình trên địa bàn thành phố từ nay đến hết dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 1 đến 16 tháng 2, tạm dừng thi công đào đường trên địa bàn các quận, trừ một số công trình trọng điểm đã được cấp phép. Cùng với yêu cầu trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đào đường không có giấy phép, thi công không đảm bảo an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là động thái nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong những ngày Tết ở thủ đô. Thành phố Hà Nội hiện có những địa bàn dân cư cả chục ngàn dân nhưng không có một khu thể thao vui chơi đúng nghĩa. Thế nhưng nhiều công viên hiếm hoi tại thành phố này lại đang bị xà xẻo không thương tiếc và cho thuê với giá rẻ bèo. Điều này gây ra nhiều bức xúc cho người dân Hà Nội. Đơn cử như công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô được quy hoạch thành khu công viên vui chơi với diện tích hơn 26 hectare. Thế nhưng do buông lỏng quản lý thời gian dài, khu công viên bị băm xẻ thành nhiều điểm kinh doanh dịch vụ, tiệc cưới, nhà hàng, trông xe tự phát. Đáng quan tâm hơn là mỗi mét vuông đất công viên như thế được cho thuê với giá 5.000 đồng một mét vuông một năm, tương đương giá một cốc trà đá vỉa hè. Để chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định hỗ trợ tiền Tết Tân Sửu cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Khác với thông lệ hàng năm, ngoài chi hỗ trợ Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, các đối tượng trợ cấp khác, Bình Dương quyết định hỗ trợ đối tượng là công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày Tết với mức 5 triệu đồng một người. Mức hỗ trợ này sẽ là sự động viên kịp thời đối với những công nhân thu gom rác phải làm việc xuyên đêm, xuyên Tết và khối lượng công việc luôn nhiều hơn 3-4 lần ngày thường. Tại nhiều địa phương, gần đây xuất hiện nhiều nhóm đối tượng bảo kê, làm ăn có tổ chức từ nghề xin tiền, xin ăn. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành đề án tập trung giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn. Theo đề án, Đồng Nai sẽ tập trung quản lý và nuôi dưỡng tạm thời người lang thang, xin ăn, thực hiện tốt quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, đề án cũng đưa ra quy trình và có biện pháp xử lý cứng rắn, triệt để những trường hợp người lang thang, xin ăn tái phạm nhiều lần theo quy định. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ 76 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sang cơ quan công an, kiến nghị xử lý theo điều 216 của Bộ luật Hình sự. Tổng số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên là 154 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng cho biết, năm qua, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã lên đến 1.513 tỷ đồng, chiếm 2,2% số phải thu. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc truy tố hình sự đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Xin được chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đang tiến hành khám xét, điều tra một vụ đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Bước đầu đã xác định được có 17 đối tượng liên quan tới đường dây này. Trong đó có 4 cán bộ, đảng viên đang giữ chức vụ lãnh đạo, cán bộ của một ngân hàng thương mại cổ phần, bưu điện và một trường học. Số tiền giao dịch qua đường dây này mỗi ngày lên tới hàng trăm triệu đồng và đã hoạt động trong vài tháng nay. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tiến hành đưa một số đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa tuyên phạt Hoa Hữu Long, 57 tuổi, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
cùng tội danh vợ của Long, bị cáo Cao Thị Kim Loan, 51 tuổi, bị phạt 20 năm tù. Trước đó, vợ chồng Long và đồng phạm thành lập 3 công ty, song không kinh doanh gì. Năm 2016, Long tự xưng là thiếu tướng, thành lập tập đoàn Đông Dương thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập 3 công ty này. Các bị cáo hứa hẹn chỉ cần nộp 60-300 triệu đồng vào tập đoàn Đông Dương, người lao động sẽ được nhận vào Bộ Quốc phòng làm việc. Tùy theo số tiền nộp và độ tuổi, họ sẽ được phong cấp bậc tương ứng. Cho đến khi bị bắt, vợ chồng Long và 12 đồng phạm đã lừa 951 người nộp tiền xin việc, chiếm đoạt 83,5 tỷ đồng. Mới đây, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn gần 9.000 chiếc chân gà Trung Quốc nhập lậu đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường Bình Phước cũng phát hiện và ngăn chặn kịp thời kho hàng đông lạnh chứa trên 16 tấn thịt gia cầm, đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi ôi thiêu. Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, những ngày này, tình trạng gia cầm nhập lậu gia tăng mạnh và gà thái loại Trung Quốc đang chiếm số lượng lớn. Điều này không chỉ gây áp lực cho ngành chăn nuôi trong nước, mà còn là nguồn lây lan dịch cúm gia cầm từ ngoài vào. Cũng liên quan đến thị trường thực phẩm Tết, thưa quý vị, hiện tại nhiều địa phương, giá ớt, nhất là ớt hiểm đang tăng cao chóng mặt. Nếu như tháng 11 giá ớt hiểm chỉ 58.000 đồng 1 kg, đến tháng 12 và hiện nay giá đã trên 200.000 đồng 1 kg. Theo tiểu thương các chợ nông sản, giá ớt tăng cao đột biến, còn do Trung Quốc đang tăng cường thu mua ớt của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước. Mặt khác, từ đầu năm, do ảnh hưởng dịch bệnh, ớt rớt giá còn 10.000 đồng 1 kg, nên nông dân cũng không mặn mà trồng ớt, dẫn đến thiếu nguồn cung vào thời điểm cận Tết. Bức ảnh trong ngày, Thu Thủy xin chuyển đến quý vị trong bản tin tối hôm nay là hình ảnh dân Hà Nội đi làm trong bụi mù mịt mờ. Hình ảnh này là chuyện thường ngày đối với người dân thủ đô khi không khí luôn bị cảnh báo đỏ về mức ô nhiễm, độc hại cho sức khỏe. Và câu chuyện ô nhiễm không khí, bụi mù như sương mai này không chỉ có ở Hà Nội mà đang xảy ra ở nhiều thành phố lớn, thành phố công nghiệp của Việt Nam. Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho biết, hàng năm Việt Nam tổn thất 23 tỷ đô la Mỹ do ô nhiễm không khí gây ra và đã có 60.000 người tử vong hàng năm do ô nhiễm không khí. Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC truyền tải trên nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin Tỷ giá, giá vàng, bản tin kinh tế hôm nay ngày 21 tháng 1 và tin sáng 30 giây vào sáng mai 22 tháng 1. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Theo tập đoàn dịch vụ tài chính kế toán UHY HackerYon, khoảng 20% trong số hơn 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ SME của Anh chuyên xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU tạm thời ngừng bán hàng ra nước ngoài do sự phức tạp của các quy định hải quan mới. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố, trong quý 4 2021, Metro số 1 sẽ vận hành thử đoạn trên cao từ Bình Thái về Depot Long Bình, đoạn ở thành phố Thủ Đức và tiến đến vận hành thử toàn tuyến. Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Vàng thế giới vô cùng phấn khởi bật tăng khi nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào ông Biden. Tại vàng miếng SJC tăng vọt theo xu hướng chung. Tìm hiểu sâu hơn về những thách thức được cho là sẽ ảnh hưởng nền kinh tế mà ông Biden phải đối mặt khi nhậm chức. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán ngày hôm nay. Thu lợi tiền tỷ, YouTuber đóng thuế thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, mời quý vị đón theo dõi Focus tin sáng 30 giây ngày mai 22 tháng 1. Chủ đề tử tế với môi trường sống của chúng ta lại một lần nữa sẽ được lan tỏa 30 giây sáng mai chia sẻ cùng quý vị qua câu chuyện Green River, máy thu gom rác thải. Bản tin tối cùng FBNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo cũng đã được Thu Thủy cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị. Hãy cùng FBNC trên các nền tảng, kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC, Facebook FBNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nha quý vị. Còn bây giờ, Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.